Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người chương trình này góp từ sáng đét nha bạn. Ở đây tham gia chương trình này góp này các bạn, clip phần link mô tả, mở Telegram các bạn nút start chatbot các bạn. Tốc càng này nó có mặt trên khi tham gia gián các bạn sẽ nhận được claim này free, sẽ nhận được này không biết nữa. Chatbot các bạn, chương trình này góp này sẽ phân phối vào ngày mấy. Thôi các bạn vô này claim này góp các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow. Rồi ghi là Usain em thấy quên các bạn. Một tốc càng này nó list trên sàn Uniswap nhưng chưa cho giao dịch nha các bạn. Đây là có dự án nó mới list sàn Uniswap thôi. Sau này nó list sàn mà nó cho chạy thì giá cả có khác nha các bạn. Rồi bạn bấm theo dõi rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn ghi là Usain em Telegram của thấy quên của mình nha các bạn. Các bạn mở cái trang trader của mình ra thì gặp cái username chỗ này. Rồi các bạn bấm gỡ các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn ngâm request Binbot các bạn. Rồi các bạn copy cái hashtag này các bạn. Airdrop nè. Copy chữ IDF thôi các bạn. Rồi các bạn bắt vô đây nè. Rồi các bạn cũng like nó cái đi qua. Test chỉ trả lời bình luận. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn đã trả lời IDF các bạn. Rồi các bạn tự quyết đi. Rồi các bạn cũng tắt như các tắt này các bạn. Rồi các bạn test lại các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn gửi cho nó một cái link request nha các bạn. Các bạn cũng mở trang trader tiếp tục của mình các bạn. Rồi các bạn mở vào một hồ sơ này các bạn. Mình đã chặn cái thông báo của trên Telegram đỡ nên cái máy của mình lót đỡ hơn chút nữa các bạn. Hiện tại kênh mình làm những video làm chủ yếu làm đỡ thôi các bạn, chứ kênh mình chưa làm những video hoàn chỉnh nữa các bạn. Rồi các bạn copy cái link tweet này các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào bot tower. Các bạn cũng bot cái link này các bạn. Rồi các bạn cũng test lại cái link này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn cũng gửi cho nó cái link bot nha các bạn. Các bạn cũng mở trang trader tiếp tục nè. Đâu rồi ta phan các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Các bạn cũng nhấp vào hồ sơ tiếp tục nè. Các bạn cũng qua tài quyết cho xe lờ nè các bạn. Rồi các bạn cũng copy cái link các bạn vừa bot là các bạn sao chép nó theo word các bạn. Rồi các bạn trở về một cái Telegram của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chan đi cái thứ gì mình các bạn cứ nhấp vào đây luôn đi. Tower profile link. Rồi các bạn gửi cái trang trader profile link của mình cho nó các bạn. Các bạn cũng nhấp vào hồ sơ nữa. Giờ bay ra trên đầu nữa các bạn. Profile link. Các bạn nhấp vào một chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khai như tạm nữa các bạn. Rồi các bạn cũng mở con bot Telegram ra. Mở bot từ đây nè các bạn. Các bạn gì nhấp vào link các bạn làm theo bot là được các bạn. Không cần xem cái video của mình làm cái gì đâu các bạn ơi.
rồi người ta join Telegram các bạn, còn hai nhiệm vụ nữa các bạn ơi. Rồi các bạn join kênh Telegram ghi là cứu xin em đó nha các bạn. Cái mai mình lâu quá chậm rồi các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi bấm máy đáp ngay các bạn. Sau này những top cần trên kênh của mình mà nó có bạn follow, nó dẫn các bạn chơi bán ra Việt Nam đồng các bạn. Hãy cộng anh 1133. Rồi nhiệm vụ thứ năm là các bạn bay này 200 death thứ. Rồi này gì ta, để coi thử các bạn. Rồi con này nó trong chương trình bằng phi sale của tất cả các bạn, 1 ETH là bằng 5.000 death đi nè. Các bạn có thể claim được 500 uni nè các bạn. Phí gì 0.1 ETH quá. Tốc cần này nó dự án nó sẽ lấy làm Vindas, Hotbit, từ Uniswap này nó đồ tùm lum hết trơn nè bạn. Binance nè, tiết sản Binance nữa nè các bạn. Binance, rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi cái này các bạn bỏ đi các bạn. Phan các bạn, các bạn lưu ý các bạn, trên YouTube Blackfeet là nghĩa là nó kêu các bạn thay đổi cái ảnh trên Tower bằng cái logo này các bạn cũng nhấp vào đây nè các bạn. Rồi các bạn sell đi. Rồi các bạn lưu vô máy các bạn. Rồi cái này thì cái dòng chữ này thì các bạn ghi đại đi các bạn, đừng bỏ đang cho qua dòng đang menu. Rồi các bạn bấm vào một Enter Wallet nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ VNC20 với chút wallet, máy sale wallet ra các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn mở Telegram của mình ra, các bạn bắt vào đây nè các bạn. Này thì các bạn bỏ qua đi các bạn đừng tắt, đừng có bấm vào đây mất công. Còn có lỡ bấm thì bấm đại cái nút nào đi cho nó qua dòng này các bạn. Rồi các bạn lấy đường dép mà chia sẻ bằng bè các bạn, để các bạn bấm vào Balance kìa. Balance. Rồi các bạn sẽ nhận được 500 token DEX nha các bạn. Rồi các bạn qua bên cái trang Shader các bạn chỉnh sửa ảnh đại diện của mình vào các bạn. Các bạn bấm vào một chỉnh sửa hồ sơ nữa. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, chọn ảnh đại diện của nó các bạn. Con này nó chơi ác thì nó mắc mình chơi thay đổi đại diện của nó luôn. Rồi sử dụng nữa. Rồi các bạn lưu nữa. Những cái trang trader mà cả ảnh đại diện thông neo này nọ rồi thì mày rớt thì nó bắt buộc các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.